bên này tên mập đang cố gắng trèo lên một ngọn núi mà bên trên có ike và một người khác đang hối thúc hắn tên đầu heo này cho rằng ngài ike thì dùng phép bay lên đây thì dễ rồi còn hắn phải cật lực mới lên được đừng có mà hối leo lên tới đây hắn có cảm giác như mình vừa giảm được vài ký đích đến của cả ba chính là hang động phía trước này vào bên trong ike nhận thấy đây là thứ anh muốn diêm tiêu tự nhiên trở về thành phố trong lò rèn mọi người đang cật lực chế tạo súng mới một thời gian ngắn nhưng khi có vua người lùn một số lượng súng nhanh chóng được tạo ra tạo ra được súng rồi thì bắt đầu tập huấn với nó. Giron là người trực tiếp huấn luyện. Khi anh chứng kiến sức công phá của những khẩu súng này, anh cũng kinh hãi, khen mấy tên lính bắn rất tốt, cứ thế mà phát huy. Bên này, những ma tộc khác đang tụ tập thành đàn tiến về một phía, tụ tập tại phòng của Ike để bàn chính sự. Tên ót này thắc mắc sao anh có thể sửa công thành nhanh như vậy. Anh bảo rằng chỉ việc sắp xếp ca làm hợp lý còn thưởng cho mọi người nữa, gì chứ, trả thưởng cho con người sao bên này tên sói cũng có nhắc tới việc đoàn trưởng bắt con người rồi tra tấn chúng thì sai chúng làm việc có vẻ hiệu quả hơn bỗng có một tên người rơi bay xuống hắn cảm thấy nơi này thật mỏng manh và chật trội đúng vậy đây vốn là nơi xây dựng cho con người mà thấy ike lên tiếng hắn cũng chân thành chào đoàn phó nhìn xung quanh có vẻ là đông đủ cả rồi nhỉ lúc này fiorentina lên tiếng cô bảo rằng trong cuộc chiến này đoàn trưởng sephiro đã giao phó toàn bộ cho đoàn phó thế nên thống nhất mọi người sẽ nghe theo ngài ike nhỉ Cả ba cũng biết anh là người đã hạ tên khốn Basteo nên cũng thuận mà nghe theo chỉ thị của đoàn phó. Tên người rơi này có nghe nói là bên địch có quân số tới 12.000 quân, nhưng bên chúng ta chỉ có 2.000. Thế nên hắn thắc mắc là đánh thế nào? Người sói bảo cứ một đánh sáu là được thôi, đơn giản thế mà. Người nghĩ ai cũng thiện chiến như quân đoàn sói của người sao? Hắn cũng đưa ra ý kiến đánh lén vào ban đêm, nhưng có vẻ bên con người đã có cách phòng bị rồi. Thấy hơi rắc rối, hắn liền hỏi Ike có hướng giải quyết gì không? anh đáp rằng sẽ đánh với quân địch ngay tại đây, hắn nghĩ là thủ thành nhưng không phải. Ike giải thích khi đối chiến với một đại quân thì vị trí mới là điều quan trọng, anh sẽ nhắm vào điểm đó. Khi mà sĩ khí của chúng cao nhất thì chúng ta sẽ giáng một đòn tổng tấn công, tốc chiến tốc thắng, kết thúc chúng với thời gian và thiệt hại tối thiểu. Bên này, quân đoàn con người đang tiến về phía thành phố Arsenal nơi mà Ike đã đánh chiếm. Quay trở về căn phòng, Sati phải dọn dẹp những mảnh vỡ do tên người rơi kia làm vỡ jiron cũng tới phụ dọn dẹp sati tươi cười thấy nơi này hôm nay thật là nhộn nhịp ike thấy cô không sợ hãi khi chứng kiến nhiều quái vật như vậy sati cho biết là có nhiều người còn có thể sợ nhưng cô thì không vì cô tin tưởng ngài ike và theo cô thấy thì mọi người tập trung lại đây là để bảo vệ nơi này thế thì là người tốt cả cô tuy không chiến đấu được nhưng sẽ phụ việc hậu cần ike bảo khá là đông đấy nên cô sẽ khá vất vả chuyện phải làm thôi ngài Nghĩ tới việc đông người như vậy, cô hỏi Ike có biết món nào nấu với số lượng lớn không, nếu không thì cô chỉ biết nấu súp thôi, được rồi để ta xem nào. Ike cho rằng đồ ăn ngon sẽ tăng lên sĩ khí của binh sĩ nên đây cũng là một công việc quan trọng và chúng ta thì không thiếu lương thực. May mà nhờ có phương pháp canh tác của Ike, chúng ta có rất nhiều gạo nhỉ. Sati bảo đúng thế hiện tại thì không thiếu gạo. Vậy thì thử nấu món này xem, đây là cơm rang sao. Thế là Sati xuống bếp nổi lửa, sau một vài thao tác điều luyện, cô cũng nấu được cho mình món cơm rang đầu tiên và mang đến cho ngài Ike thử trước. Anh hỏi cô món này có dễ nấu và nhanh chóng không, thì cô đáp đúng thế. Cả hai tính ăn thử, thì tên đầu heo này xuất hiện nói hai người ăn lén lút một mình sao. Ngươi muốn ăn thì ngồi xuống đi, đừng làm cái vẻ mặt đó. Cả ba định ăn thì Lilith cũng đến, cả cô cũng muốn ăn. Sau một lúc ăn hết sạch, cô nhận xét món này quá ngon, bèn bảo Sati múc cho cô thêm bát nữa. Sati cũng ok, múc cho cô một bát mà nhìn như 10 bát gộp lại. Lilith liền nhìn ra ý định của Sati là muốn vỗ béo cô xong để tranh ngài Ike dễ hơn sao? Đâu có dễ ăn thế bé con người. Giron đang ăn ngon lành, nhìn lại thì thắc mắc sao ngài Ike lại không ăn, ăn cho bị lộ hay gì? Anh đáp, để ăn sau, rồi chuyển qua hỏi Giron ăn thấy như thế nào? Thì ngon tới mức cái đĩa khỏi cần phải rửa lại nữa luôn, hương vị của thịt và dầu thấm đẫm trong từng hạt gạo với món này thì cả những lữ đoàn thích thịt cũng phải thỏa mãn thôi thế thì quá tốt rồi y kê tự nhủ binh lực đã đầy đủ tường thành thì cũng đã sửa xong vũ khí thì không thiếu giờ là lúc sẵn sàng rồi sau một khoảng thời gian yên bình bầu không khí lặng yên như biết rằng sẽ có một cuộc xung đột lớn sắp xảy ra vậy và rồi điều đó cũng tới tên ót này đứng quan sát và thấy rằng quân đoàn của loài người đã tới rồi hắn nhanh chóng thông báo cả đám hú còi đánh thức không khí yên bình này mọi người trong thành cũng nhận ra có một cuộc chiến sắp xảy ra Bên trong lâu đài, Giron vội chạy đến phòng của Ike và thông báo với anh, được rồi, ra trận thôi. Sau khi hai bên sắp xếp trận hình thì trời cũng tối luôn. Ike cho rằng nếu nơi này mà thất thủ thì sẽ bị tấn công sâu vào Arsenal mà không có lực chống trả. Vì một tương lai tốt đẹp giữa người và ác ma, anh không muốn điều đó xảy ra. Anh ra lệnh cho mọi người phải bảo vệ nơi này bằng mọi giá. Rõ, thưa ngài, hãy giao việc đó cho chúng tôi. Những tên binh lính cũng tràn trề sức mạnh, dường như đã ăn no đầy đủ hết rồi nên hơi phấn khích. Bên này tên chỉ huy quân đoàn con người cho rằng trận đánh bên ma tộc nhỏ hơn nhiều so với anh nghĩ, làm cho anh ta thấy hơi thất vọng, tưởng là sẽ có một trận đánh cân sức chứ, như này thì không phải dễ cho chúng ta quá sao. Tên đội phó kế bên bảo, đúng là chúng ta đã mất công thuê những binh sĩ tinh nhuệ từ các nước khác rồi, những cỗ máy bắn đá cũng như nỏ đã chuẩn bị xong, nhìn lại thì thấy dường như chúng ta đã thảo phạt nơi này vậy. Anh cười nham hiểm nói, thảo phạt lũ ma tộc bẩn thỉu. Tên đội phó hét lớn, bảo triển khai tấn công tất cả binh sĩ đều lao lên vô vàn các khối đá và mũi tên được bắn sang phía thành trì nhưng với một phép phòng thủ đơn giản được ike triển khai anh đã ngăn chặn mọi đòn tấn công từ xa đó bên này tên đội phó nhận ra đó là phép thuật thấy thế đội trưởng cũng bảo hãy thử bắn lại lần nữa nhưng đều vô ích trước lá chắn của ike nên tên binh lính ma tộc thấy đoàn phó bên mình quá dữ nên cũng phấn khích hoan hô ike bảo rằng vì biết con người sẽ tấn công kiểu bình thường này nên anh đã có chuẩn bị rồi lilith liền khen ngợi anh là mạnh nhất dưới trướng ma vương mà Nè, nịnh cũng định vừa vừa thôi, không có lợi ích gì đâu, nghe vậy làm Lilith bối rối. Tiếp theo không biết là chúng sẽ làm gì, tên đội phó bảo ma tộc đúng là lũ danh ma. Nhưng đội trưởng lại không quan tâm, anh thấy thú vị, cười mỉm và thử lại lần nữa, lại tiếp tục bắn đá và mũi tên vào thành. Lilith và Jiron nhận xét, sao con người cố chấp thế, đang làm điều vô ích mà không biết dừng à. Nhưng rồi Ike quan sát thấy một điểm sáng gì đó bên phía quân đoàn con người, bỗng kết giới của anh bị phá vỡ, những tảng đá lớn và mũi tên bắt đầu tiến vào bên trong, gây thiệt hại lớn thì ra là bên này cũng có pháp sư đang cố gắng phá vỡ kết giới của Ike. Đội trưởng thấy thời cơ cũng đã tới, đội phó hiểu ý bảo mọi người xông lên. Ike nhìn bọn lính đang kéo đến từ bên trên, anh nhận thấy có vẻ thắng chúng là điều không dễ dàng. Giron tiến đến nói đội thiết pháp đã sẵn sàng rồi nhưng Ike bảo chưa đến lúc, để họ xử lý trước đã. Bỗng có một tên ót hóa khổng lồ bê những tảng đá lớn ném vào các binh sĩ bên dưới. Chứng kiến đồng đội thành một bãi thịt nhão khiến mọi người sợ hãi, bắt đầu lùi bước mà không dám tiến lên nữa các cung thủ của ma tộc cũng đã sẵn sàng dương cung bắn vào những binh sĩ ót khổng lồ chuẩn bị ném tảng đá thì bị nỏ của chúng bắn chúng làm nó ngã ra phía sau quá trời mũi tên bắn về phía thành khiến giron và fiorentina cũng bị bắn sát đít các binh sĩ đã bắt đầu áp sát thành và chuẩn bị leo thang vào trong nhưng muốn bò lên cũng không dễ dàng các tên ma tộc bên trên cũng liên tục ném đá và bắn cung vào bên dưới binh sĩ leo lên liên tục nhưng cũng ngã xuống như dạ đừng để chúng lên đây anh em hãy giữ vững thành trì tên đội phó đứng từ xa nhận xét lũ ma tộc chống cự đến giờ cũng khá thật đấy nhưng mà thua chỉ là vấn đề thời gian thôi bỗng nhiên đội trưởng hỏi một câu đếch liên quan gì anh bảo là tối nay ăn món gì làm đội phó ngơ ngác anh nói rằng ăn uống thì cần sự yên lặng thế nên trận chiến này phải kết thúc trước bữa ăn của anh vâng thưa ngài nhưng với tình hình này thì làm sao được ạ à? đội trưởng quyết định bắn đá một lần nữa nhưng làm điều đó đồng nghĩa với việc ném luôn cả quân ta bên trong chuyện đó thì chả sao hết anh quay lại nhìn đội phó làm hắn sợ hãi đành phải ra lệnh bắn đá tiếp thôi ike thấy đợt tấn công tiếp theo đành dùng tiếp phép kết giới nhưng lại bị phá vỡ anh vội cảnh báo mọi người cúi xuống những đòn bắn đánh trúng cả ta lẫn địch hạ gục đi một lượng lính lớn cả ma tộc lẫn nhân tộc jiren may mắn mà thoát được nhìn cảnh tượng xung quanh khiến mọi người bất ngờ không ngờ là tên khốn đó giết cả quân mình nhìn cảnh tượng thảm khốc mà tên khốn đội trưởng bên kia gây ra làm ike nổi giận hắn bên này chỉ biết cười mỉm bắt đầu cho đội hai lên tấn công thay thế Fiorentina ra lệnh cho những quân ót còn lại lên tấn công, tên đội trưởng thấy lũ ma tộc đang cố gắng vùng vẫy làm hắn vui vẻ. Ike tỏ vẻ nóng máu lên rồi, bên trong thành Sati cũng đang chữa trị chăm sóc cho những người bị thương, cuộc chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu.